Chào cả lớp nha. Như vậy chúng ta đã học xong ba trường hợp bằng nhau của tam giác. Đây là trường hợp cạnh cạnh cạnh, trường hợp cạnh góc cạnh và trường hợp góc cạnh góc. Thì sau khi các con học ba trường hợp bằng nhau này thì các con đã có công cụ để chúng ta là làm được rất là nhiều bài toán rồi. Khánh Linh với Ngọc Anh, các con bật cam lên. Bạn Huy đã vào ở đây rồi, Huy cũng bật cam lên. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái dạng một bài toán mới cũng ứng dụng rất là nhiều các trường hợp bằng nhau của tam giác, với cả là từ dạng toán này chúng ta cũng là cái việc chứng minh hai tam giác bằng nhau nó trở nên là đơn giản dễ dàng hơn. Bài học hôm nay của chúng ta đấy là bài về tam giác cân đường trung trực của đoạn thẳng các bạn nhé. Bài tình huống mở đầu đấy là kiến trúc sư vẽ bản thiết kế ngôi nhà hình tam giác theo tỷ lệ 1 chia cho 100. Biết rằng ngôi nhà cao 5 mét, bề ngang của mặt sàn là rộng 4 mét và hai mái nghiêng là như nhau. Vậy thì bản thiết kế làm thế nào để xác định được chính xác điểm C là thể hiện đỉnh của ngôi nhà? Chúng ta sẽ đi tìm được câu trả lời sau khi chúng ta học xong bài này các con nhé. Bài của chúng ta là tam giác cân đường trung trực của đoạn thẳng. Nội dung bài học là gồm có hai phần, đó là phần về tam giác cân và đường trung trực của đoạn thẳng. Kiều Dương ơi, con ngồi cao lên con. Thì xong bài này là về cơ bản là chúng ta cũng sắp xong chương trình, các còn vài buổi để chúng ta ôn tập nữa thôi. Một nhỏ là tam giác cân. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Đấy. Vậy thì trong tam giác ABC ở trên màn hình ta có hai cạnh nào bằng nhau mà vẫn chiều dương nhỉ? Chiều dương ơi. Dạ, em với cô là có hai cạnh AB và AC ạ. À, tam giác ABC có hai cạnh AB và AC bằng nhau nên tam giác ABC được gọi là tam giác cân, và ta nói nó cân tại A luôn. Bởi vì là A là đỉnh chung của hai cạnh bằng nhau. Vậy nếu cô cho tam giác MNP cân tại M thì tam giác MNP có hai cạnh nào bằng nhau? Cô mời bạn trả lời nhá. Cô nói lại này. Tam giác MNP cân tại M thì ta có hai cạnh nào bằng nhau? Mời bạn Nhật Huy. Phần nào đấy đang nói chuyện ấy, tắt mic giúp cô. Dạ với cô hai cạnh là cân tại M. Ừ, cân tại M. Dạ với cô là MN và LP. N, M, M, N bằng gì con? MN bằng NP. Bằng NP. Rồi, con đồng ý với bạn không, Thiều Dương ơi? Em với cô là có ạ. Có rồi. Câu hỏi Khánh Huyền ơi, con đồng ý với bạn không? Không, thưa cô là không ạ. À không, mà phải như thế nào mới đúng con? Thưa cô là MNB cân tại M là MN và MB ạ. MN phải bằng MP chứ nhỉ? Cân tại M mà. Đấy, cân tại A thì AB bằng AC, vậy thì cân tại M thì MN phải bằng MP, tức là nếu cân tại M thì M phải là đỉnh chung của hai cặp cạnh bằng nhau chứ. Bạn Huy đã hiểu chưa? À, bạn Dương đã hiểu chưa? Là em nghe nhầm ạ. À rồi, cô viết lên màn hình luôn. Vậy câu hỏi bạn Dương là tam giác DEF mà cân tại F thì hai cạnh nào bằng nhau? Hai cạnh FD và FE ạ. À đúng rồi, thì FD bằng FE, cô đồng ý với con đã hiểu rồi đấy. FD bằng với FE. Rồi, tốt. Nhắc lại cho cô thế nào là
Tam giác cân, cô mời bạn Khánh Hà nào. Con đưa cô tam giác cân là hai tam giác có hai cạnh bằng nhau. Hai tam giác à? Hai cạnh bằng nhau cô. Thế Cân con bằng nhắc hai lại cạnh. thế nào? Thế nào là tam giác cân? Con đưa cô tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Ừ, rồi. Rồi, cô giới thiệu thêm với các con. Tam giác ABC cân tại A thì cạnh bên là các cạnh AB và AC được gọi là cạnh bên, còn cạnh đáy sẽ là cạnh BC. Vậy bây giờ cô hỏi trong tam giác DEF cân tại F thì cạnh nào là cạnh bên, cạnh nào là cạnh đáy? Cô mời bạn Hải Phong. Hải Phong không bật cam lên nhỉ? Hải Phong cô không gọi được rồi. Cô mời bạn Khánh Huyền nào. Theo con tam giác DEF cân tại F thì cạnh nào là cạnh bên, cạnh nào là cạnh đáy? Ừ, con thưa cô là À. DEF ạ. DEF là cạnh gì? Là cạnh bên ạ. Còn cạnh đáy là gì? Cạnh đấy là EF ạ. Cạnh đáy là EF. Bảo Nhật con đồng ý với bạn đấy không? Nhà cô là có ạ. Khánh Huyền nhắc lại nào, cạnh bên là gì? Bên là DE và DF ạ. DE và DF là cạnh bên. Ôi rồi khoan. Rồi mất rồi. DE. Các con nghe không kịp ấy. DF là cạnh bên. Thì làm sao mà đúng được? Cân tại F mà. Cân tại F thì F phải là đỉnh chung của hai cạnh bên chứ. Thì cạnh bên phải là EF và FD chứ, cân tại F mà. Đấy, Bảo Nhật nghe cũng không rõ. Cân tại F mà. Thì cân tại A thì AB và AC là cạnh bên. Còn cạnh đáy là BC, vậy thì cân tại F. Cân tại F thì FD và FE cũng là cạnh bên. Và cạnh đáy là cạnh gì đây? Mời bạn Ngọc Anh nhỉ? Đó. Cạnh đáy là cạnh nào? Ngọc Anh vẫn chưa biết đấy, chưa xác định được đâu. Mời Bảo Nhật, cạnh đáy là cạnh nào nào? Em cô la e không? Cạnh đáy là EF à? Con lại sai. Cân tại F thì làm sao mà F là cạnh đáy được nữa? DF, DE quá. Đấy là cạnh bên. Con đang nói gì nhỉ? Đấy bây giờ cô nói lại này. Rồi cô viết lại ra chỗ khác cho thoáng ra này. Tam giác DEF cân tại F. Cân tại F. Như vậy thì các con lưu ý, nếu mà cân tại F thì F sẽ là đỉnh chung của hai cạnh bên. Đây, hai cạnh bằng nhau chính là hai cạnh bên đây luôn này. Ví dụ như AB bằng AC thì AB và AC là cạnh bên luôn. Thì FD và FE đã là cạnh bên rồi thì suy ra cạnh còn lại là cạnh nào Nhật? Em cô là Một tam giác thì chỉ có ba cạnh mà, đây hai cạnh rồi. Thì cạnh đáy sẽ là gì? Em phải vẽ hình ra này. D DF đây rồi, DF là cạnh bên rồi. Thì là một tam giác DEF cô vẽ bất kỳ như thế này nhá, D này, E này, F này, thì nó chỉ có ba cạnh thôi mà mất hai cạnh bên ở đây rồi. Thì cạnh đáy là gì? Ai biết cạnh đáy em là cạnh nào? của em. EF ở đây rồi, FE là EF rồi. FD và FE là cạnh bên rồi. Để em đi. Ừ, DE là cạnh còn lại đấy. Đấy, còn cạnh còn lại nữa thôi. Nha. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ tam giác MNP mà cân tại M. Cân tại M. Thì cạnh đáy là cạnh nào? Mời bạn Khánh Linh. Không, cô và cạnh đấy là cạnh NB. À, cạnh đáy là cạnh NP, đúng rồi. Thế cô sẽ
Cô sẽ nói với các con một cách để nhận biết thật nhanh nhé. Đó là nếu nó cân tại đâu thì hai cạnh có trung đỉnh đấy là hai cạnh bên luôn nhé. Còn cạnh đáy là cạnh đối diện với đỉnh nhé của tam giác cân ấy. Đây. Nếu cân tại A thì A là góc ở đỉnh luôn các con này. Góc ở đỉnh. Đấy, nếu cân tại A. Vậy thì cạnh mà đối diện với đỉnh A hay là cạnh mà đối diện với góc A là cạnh BC là cạnh đáy. Đối diện với đỉnh là đáy. Đấy nhá, đây là đỉnh các con này. Các con đừng có hiểu là đáy là ở dưới cùng nhá. Mà đáy nó cân tại đâu thì điểm đó là gọi là đỉnh. Và đối diện với đỉnh là cạnh đáy. Và hai đầu mút của cạnh đáy là hai góc ở đáy. Đấy là góc B và góc C. Còn hai cạnh mà có trung đỉnh là tam giác cân đấy, đỉnh của tam giác cân đấy, thì hai cạnh đó gọi là hai cạnh bên nhé. Thế cô hy vọng là dần dần con sẽ xác định được cái việc xác định được đỉnh này, xác định được cạnh bên này, cạnh đáy nó rất là quan trọng nhé. Đây, bài tập sau đây các con hãy làm cho cô có 2 phút để các con trình bày ra nháp, sau đó các con đọc tên cho cô nhé. À, bây giờ chúng ta chữa bài tập này nhé. Bạn Triều Dương, con nhắc lại cho cô thế nào là tam giác cân con nhỉ? Em được tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau, À, có hai cạnh bằng nhau, không phải là hai cạnh bên đâu. Có hai hai cạnh cạnh bằng nhau. À, có hai cạnh bằng nhau và lúc đấy hai cạnh đó là hai cạnh bên luôn nhá. Rồi. Nhắc lại cho cô thế nào là tam giác cân nhỉ Huy nhỉ? dạ thưa cô, tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên Không phải hai cạnh bên, hai cạnh bằng nhau. Vừa mới nói vừa mới nhắc bạn xong con lại lặp lại sai lầm là sao? Vậy con tìm được bao nhiêu tam giác cân rồi? Là dạ con tìm được một tam giác nào? dạ thưa cô là tam giác BDC. B BDC. BDC cân ở đâu? Cân tại đâu? À dạ Thế không, con ABD. ABD cân tại đâu? ABD cân tại đâu? Dạ Bạn thưa Hải con. Phong, cô thấy con vẫn tắt cam, con đi đâu hay sao ấy? ABD. Sao cả lớp bật cam lên mà một mình con không bật nhỉ? A, B, D cân tại đâu? ABD cân tại A. Cân tại A. Vì sao con biết tam giác ABD cân con nhỉ? Dạ thưa cô là vì dạ cạnh AB và AD được là 3 cm. À rồi. Rồi, vì AB bằng AD. Bạn nào? Ngọc Anh, con đồng ý bạn không? Ngọc Anh, con đồng ý bạn không? Hỏi không nghe rồi. Bảo Nhật, con đồng ý bạn là tam giác ABD cân tại A không? Con Ngọc Anh sao thế nhỉ? Con đồng ý không? Không biết luôn. Đấy vừa mới học xong mà. Vừa mới học xong thế mà bây giờ bài dễ thế, con không tập trung, con tập trung con phải làm được với đường mới đúng chứ, bài này có gì khó đâu. Phong mà Ngọc Anh nào. Nào Bảo Nhật, con nhận xét bạn thế Nhật Huy trả lời như vậy đúng chưa? Vâng thưa cô là đúng rồi ạ. Ừ, rồi. Rồi bạn Hải Phong vừa nãy cô gọi bao nhiêu lần không được nhá, con xem lại cách học của mình nhá. Bạn Triều Dương ơi. Con tìm được bao nhiêu tam giác cân rồi? Một ạ. Một Vẫn là ạ. tam giác nào? Tam giác ABD thôi ạ. Tam giác ABD giống như của bản Huy đúng không? Thế con không nhìn thấy là có trên hình có tam giác nào mà có hai cạnh bằng nhau nữa ngoài cái tam giác ABD đấy ra à? Không ạ.
Sao lại không? Con đọc các đoạn thẳng có độ dài trên hình xem nào. AB bằng bao nhiêu? AB bằng 3 cm, AD bằng 3 cm. Rồi. Có đoạn nào bằng 3 cm nữa không? AC. Đấy, có AC bằng 3 cm nữa. Vậy tam giác nào cân nữa? Ngọc Anh bật cam lên. Ngọc Anh bật cam lên, cô nhắc lần thứ hai. Thì không biết tam giác nào cân nữa. Thế con vừa mới nhắc là tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Vậy thì tam giác nào có hai cạnh bằng nhau nữa? Sao khó khăn với con thì không biết là Khánh Hà nào. A cốt ở CAD ạ. CAD cân tại đâu? Cần tại A. Vì sao? Vì hai cạnh AC và AD bằng nhau và bằng 3 cm. Rồi. Bảo Nhật con đồng ý với bạn không? Con được cô là có. Có. Rồi. Khánh Linh ơi, con đồng ý với bạn không? Cô là có. Vậy con cho cô biết là còn tam giác nào cân nữa không? Tam giác ABC. Ờ đấy, tam giác ABC đúng rồi. Rồi, bạn Thế Nhật Huy. Tam giác ABC cân tại đâu? Dạ, nếu cô tam giác ABC thì cân tại A. Vì sao? Dạ, nếu con vì Vì sao tam giác này lại cân tại A con? dạ đúng cô là vì AB thì nó sẽ bằng với AC. Bằng bao nhiêu? Dạ bằng 3 cm. À, bằng 3 cm đấy. Như vậy có tất cả bao nhiêu tam giác cân Thế Nhật Huy nhỉ? Dạ đúng cô là 3. À, rồi. Bảo Nhật đây, con đồng ý là trên hình có 3 tam giác cân không? Con đưa cô là có ạ. À, rồi bây giờ chúng ta hãy hoàn thành cái việc là nêu cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đỉnh và góc ở đáy giúp cô nhé. Như vậy là ta thống kê được 3 tam giác cân rồi. Rồi, bây giờ tam giác thứ nhất là tam giác ABC. Bạn Ngọc Anh ơi. Ngọc Anh ơi. Ngọc Anh khó quá, cô gọi bao nhiêu lần không được. Tam giác ABC, bạn Triều Dương. Có cạnh bên là cạnh nào? Em có ABC, bên là AB và AC. À, có cạnh bên là AB và AC, cạnh đáy. Cạnh đấy là BC ạ. Đáy BC, góc ở đỉnh là góc nào? Góc A. Con đọc đầy đủ góc ở đỉnh đi. Góc BAC ạ. À, BAC. Rồi, hai Cạnh góc đấy ở đáy. ABC và ACB. ACB. Rồi. Nào, cô hỏi bạn Hải Phong con đồng ý bạn đấy không? Rồi, tam giác cân thứ hai, cô mời Khánh Hà là tam giác nào? Con được cô là ADC. ADC. Rồi. Có cạnh bên là gì con? Con được cô là Thao tác nhanh lên, nhìn lên màn hình. Dù vẫn chưa biết, bây giờ vẫn chưa biết cạnh bên là cạnh nào. Là chưa hiểu bài rồi đấy con này. Cô mời Khánh Huyền, Triều Dương ngồi cao lên chút xíu con. Cạnh bên là gì con? được cô cạnh bên là AD và AC ạ. AD, AC, cạnh đáy. Được cô cạnh đấy là DC CD, góc ở đỉnh. ạ. Thưa cô các vừa định Rồi, cô là gọi bạn khác. Nào, cô gọi bạn khác đi. Góc ở đỉnh là góc nào đây? Cô mời bạn Hải Phong.
góc C CAD rồi. Còn hai góc ở đáy. góc ở đây là AC, D và AC. À, ADC. Rồi, Nhật ơi, con đồng ý không? Con đây cô là có ạ. Rồi, cô cảm ơn. Nào, cô mời bạn Nhật Huy. Tam giác cân thứ ba. Dạ rồi cô, tam giác cân thứ ba là A gì? gì? Quên mất rồi. Đấy. Mời bạn tắt ra cân thứ ba mà Ngọc Anh lại tắt cam. Ngọc Anh ơi, gọi không được luôn ấy, học như thế thì lấy đâu ra mà tập trung được nhỉ? Gọi rất là mất thời gian luôn. Người thì gọi không được, người thì gọi được nhưng không trả lời được. Mời bạn Khánh Linh, tam giác cân thứ ba là tam giác nào? Con thưa cô là tam giác ABD. Tam giác ABD rồi. Khánh Hà ơi, cô cảm ơn. ABD đúng rồi. Khánh Hà, tam giác này có cạnh bên là cạnh nào? Con thưa cô là AB và AD. Đúng rồi, cạnh đáy là cạnh nào? BD. Đáy là BD rồi. Góc ở đỉnh. BAD. BAD rồi, nhận xét giúp cô xem Hải Phong ơi. Bạn Khánh Hà nêu như vậy đúng chưa? Như cô là đúng không? À rồi, Kiều Dương ơi, đọc tên hai góc ở đáy giúp cô. Dạ. Em thưa cô là hai góc ở đấy là ABD và ADB ạ. ADB. Nào, cô mời Khánh Huyền nhận xét giúp cô. Các bạn làm đúng chưa con? Con thưa cô là rồi ạ. À rồi, không biết bạn Ngọc Anh làm gì mà cô gọi mãi không được đây. Rồi. Tam giác ABC cân tại A. Lấy D là trung điểm của đoạn BC, có A chứng minh hai tam giác bằng nhau, rất đơn giản thôi. Cô mời Kiều Dương ơi, có ba bạn giơ tay nhưng cô muốn gọi những bạn không giơ tay. Con xét Dạ hai tam giác cho cô nào. góc thì góc AB bằng góc AC, Không có góc, không ai nói góc. cạnh AB và cạnh AC. Xét tam giác ABD và tam giác ACD. Có gì con? Có cạnh AB bằng cạnh AC. Vì sao AB bằng AC nhỉ? Vì nó có cái ký hiệu bằng À, nhau. ký hiệu giống nhau. Nhưng mà ở đây thực ra là nên ta nên nói đấy là vì tam giác ABC cân tại A ở đây này. Cái hình vẽ này nó cũng vẽ ra luôn rồi. Nhưng mà thực tế mà nói là AB bằng AC không phải là do đề bài cho mà do tam giác ABC cân tại A. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, có cạnh nào bằng nhau nữa? Mời bạn Nhật Huy. Dạ thưa cô. Nhìn trên Dạ. hình vẽ. Nhìn trên hình vẽ thấy có cạnh nào bằng nhau nữa? Dạ. Ở trên hình vẽ có rồi đấy con ạ. AB và AB và AC. AC bạn đấy nói rồi, đừng nói lại nữa, nói cái bạn chưa nói cơ. CD bằng BD. À, BD bằng với CB, con đừng có nêu lộn xộn như vậy. Vì BD là yếu tố của tam giác ABD nhá. BD bằng với CD, vì sao hai cạnh này bằng nhau con nhỉ? Dạ thưa cô, vì tam giác ABC cân tại Không phải. Thế thấy ai làm sao hai cạnh đến bằng nhau được? Vì D trong đề bài họ cho D là gì đấy? Dạ thưa cô là Con đọc trong đề bài xem D là gì. trung điểm của đoạn À, thẳng B. D là trung điểm của BC. Rồi. Rồi, còn một yếu tố bằng nhau nữa. Để kết luận hai tam giác bằng nhau, con biết không Nhật Huy?
Dạ con chưa biết. Con chưa biết. Ngọc Anh biết không? Ngọc Anh bây giờ mới bật cam lên, chắc là bây giờ mới tập trung học thì không biết là đúng rồi. Cô nghĩ là không biết đâu, Ngọc Anh mà tập trung thì Ngọc Anh sẽ biết, nhưng mà do anh không tập trung. Mời bạn Triều Dương nào. Con biết Em không? là cạnh trung AD ạ. À, AD là cạnh trung, đúng rồi. Rồi, tốt, giỏi lắm. Nên suy ra hai tam giác bằng nhau theo trường hợp gì con nhỉ? Nên AB bằng AD Theo trường hợp gì con? cạnh 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 nhá. À đúng rồi, đề bài cũng nói luôn ở đây rồi đấy này. Theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Đấy, mà trên bài làm của chúng ta cũng thể hiện như thế rồi. Vậy suy ra hai góc B và C của tam giác ABC có bằng nhau không? Mời bạn Hải Phong nhỉ. Thưa cô là có À, vì sao hai góc B và C của tam giác ABC bằng nhau? thì có hai hai cạnh A B về A C bằng nhau còn hai. Không, cô đang hỏi là hai góc B và C có bằng nhau hay không. Cô không hỏi hai tam giác bằng nhau mà con đi nói nhiều thế. Rồi con hình như con chưa hiểu chỗ này. Trình bày mời Bảo Nhật nào. Em nói cô là hai góc BC là bằng nhau á. Vì sao? Em nói cô là vì tam giác ABD bằng tam giác ACD. Mà hai góc này là hai góc gì con nhỉ? Em nói cô là hai góc này nằm ở vị trí sau lê trong á. Không phải, sau này trong hai tam giác bằng nhau suy ra hai góc tương ứng bằng nhau. Đúng. À, nên góc B bằng với góc C, mở ngoặc hai góc tương ứng. Đấy. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra nếu tam giác ABC mà cân tại A thì hai góc kề đáy là có mối quan hệ gì? Bạn Bảo Nhật nói luôn. Nếu tam giác ABC cân tại A thì hai góc kề đáy là hai góc có mối quan hệ gì? Cô là hai góc của con Vừa làm xong đấy. tự hai góc bằng tướng Hai góc ở đáy của tam giác cân có mối quan hệ gì? Vừa mới chứng minh xong đấy. tướng hai góc tương ứng. Không. Cô hỏi hai góc ở đáy của tam giác cân có mối quan hệ gì, là đây này, vừa mới chứng minh nó xong. Hai góc B và C như thế nào đây? Bằng Hai góc này có bằng nhau không? bằng nhau hai góc Bằng nhau. Vậy thì tam giác cân có tính chất gì? Rút ra được tính chất trong tam giác cân đấy là hai góc ở đáy thì như thế nào? em được cô là hai góc ở đáy Có bằng nhau không? có cố Có, vậy thì tính chất là gì? Trong tam giác cân hai góc ở đáy như thế nào? Vừa mới chứng minh xong bây giờ hỏi không biết như thế nào. Hai góc ở đáy bằng nhau như thế nào nữa là tính chất của tam giác cân nhé. Con nhớ cho cô tính chất thứ nhất chúng ta rút ra được đấy là trong tam giác cân hai góc ở đáy là bằng nhau. Bây giờ chúng ta làm tiếp cho cô bài tập thứ hai. Vẽ hình cho cô nhé. Rất tốt, Bảo Nhật học hình rất hay nhé. Cực kỳ tốt luôn. Bạn ấy đã phát hiện ra hướng làm một câu hóa rất là nhanh. Nhắc lại cho cô là bạn Bảo Nhật, bạn ấy gợi ý là trong câu hóa chúng ta phải dùng tính chất gì đấy, bạn Khánh Linh nhỉ? Linh ơi, con nghe bạn ấy nói không? Bạn ấy bảo là chúng ta cần dùng tính chất gì để là chứng minh góc MKP bằng NKP con nhỉ? Con không nghe bạn ấy nói gì à? Khánh Huyền ơi, con nghe bạn ấy nói gì không? Có À, bạn ấy nói gì con nhỉ? con cho cô là nói là áp dụng hình thức tổng ba góc trong một tam giác ạ. À, áp dụng tính chất tổng ba góc trong một tam giác rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ xét tam giác MKP, tam giác PKM.
chúng ta sẽ phải đọc đầy đủ các góc của tam giác, không đọc mỗi đỉnh không, giúp cô với nhé. Tam giác MPK, tam giác PKM có tổng ba góc nào bằng 180 độ nhá. Góc MKP cộng với góc nào đây? Mời bạn Thế Nhật Huy. Dạ được cô. Là tam giác MKP có ba góc nào là bằng có tổng bằng 180 độ con nào? MKP cộng với góc nào? MKP bằng với góc Không, cô hỏi cộng với góc nào, cô không nói bằng. NKP. À dạ, thưa cô là cộng với NKP. NKP, làm sao lại NKP? Đang xét tam giác PKM mà con. Định lý tổng ba góc của tam giác mà. Góc MKP cộng với góc nào con? À, không biết. Điều dương nào, học chán thật. Em với cô là góc MKP cộng với góc KPM. Góc KPM. Đúng rồi, cộng với góc nào nữa? PMK. À, PMK cô có thể viết là bằng góc M bằng góc N đi nhá, bởi vì nó chỉ có một góc M thôi. Còn góc K thì có đến ba góc có đỉnh là K, cho nên là chúng ta phải viết đầy đủ. Cộng với góc M bằng 180 độ. Định lý tổng ba góc của tam giác. Tổng ba góc của tam giác. Đây cô viết chấm 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 chỗ này rồi. Tiếp theo, xét tam giác PKN bạn Nhật Huy. Cô lại hỏi con tiếp. Nhật Huy, con chờ cô tí xíu này. Nhật Huy ơi, ba góc nào có tổng 180 độ? Ngọc Anh, con ngồi nghiêm túc cô xem nào. Nhật Huy ơi. Đây. Tổng ba góc nào? À, dạ lưu cô là NKP cộng với NKP cộng với KPN KPN, đúng rồi đấy. N. Cộng với góc N, đúng rồi. Cô quên đội nón mất góc M. Bằng 180 độ, cũng lý do là tổng định lý tổng ba góc của tam giác, đúng không nào? Đấy, rồi. Rồi. Rồi tiếp bây giờ nhá. Cô hỏi các con này, đề bài người ta cho góc M bằng góc N rồi nhá. Thế thì ngoài góc M bằng góc N ở trong bài này có hai góc nào bằng nhau nữa, lý do tại làm sao? Khánh Huyền con biết không? Con cho cô là không ạ. Không. Bảo Nhật, hai góc nào bằng nhau con nhỉ? Em thưa con thưa cô là góc MPK. MPK bằng góc nào? Bằng góc MPK nào? bằng 180 độ. Không, MPK sao bằng 180 độ? Không trừ tiếp cô, trừ. Không không, cô hỏi góc nào bằng góc nào, cô không hỏi, con trả lời sai câu hỏi. Cô hỏi có hai góc nào bằng nhau thì con nói góc MPK, con tưởng con biết là góc MPK bằng góc nào đấy rồi. Đọc cho kỹ đề bài ở trong bài ấy, nó không nói tường minh ra nhưng ta hiểu bạn Hải Phong nào. Như cô là PK về nó PK Đúng rồi, vì sao hai góc này bằng nhau? chúng đỉnh Không, đối đỉnh đâu, hai góc này làm sao đối đỉnh đỉnh? nó Không, không phải trung đỉnh là đối đỉnh nhá. Không phải, đối đỉnh là mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. Có một cái người ta cho ở trong giả thiết mà các con chưa dùng đến ấy. Con đọc đi. Hai góc đấy bằng nhau lý do là gì? Bảo Nhật con cũng không biết à? Đọc ở trong đề bài, đọc cho cô đọc đề bài đi. Bạn Bảo Nhật đọc đề bài cho cô nào. Đọc lại dòng đầu tiên của đề bài đi. Nó có ở đó luôn rồi đó. Bảo Nhật đọc.
Bảo Nhật ơi, Dạ cô. cô bảo con đọc đề bài đi. Đọc đề bài to lên đi. Ừ. Sao con tắt mic mà con cứ đọc, ngồi đọc như thế thì một mình con nghe thôi đấy. Em là cô là cho tam giác MNP có MN bằng M bằng N vẽ tiếp phân giác PK của góc MPN Ừ. K thuộc MN. Ừ. Đấy đấy, chỉ cần đến đấy thôi. Thì con đã trả lời được câu hỏi của cô chưa? Rồi mời Hải Phong nào. Chưa thì để Hải Phong. Chúng ta Em học là hình yếu cô thật đấy. là PK là tia phân giác. Đúng rồi, đấy may còn có Phong cứu cô chứ. Trời ơi, ta học yếu cực kỳ luôn đấy. Đấy, vì PK là tia phân giác, đề bài cho đây, PK là tia phân giác của góc MPN thì hai góc là MPK và NPK bằng nhau thôi. PK là tia phân giác. Học định nghĩa tia phân giác rồi. Đấy, các con bổ sung vào bài chứng minh vắn tắt để đấy thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cô nói chỗ này nói vắn tắt một tí nhé, con chịu khó nghe này. Có góc MPK bằng NPK, cô sẽ vòng bằng mực xanh để các con nhìn thấy này. Đây, MPK bằng NPK bạn Phong vừa mới nêu lý do này. Đấy. Có góc nào bằng góc nào nữa? Có góc nào bằng góc nào nữa? Hai tổng trên có góc nào bằng góc nào nữa? Mời bạn Khánh Huyền, con biết không? Đúng ạ. Không. Học chú ý vào con. Trời ơi, nhìn vào đề bài rất ngắn. Bạn Ngọc Anh con biết có hai góc nào bằng nhau nữa không? Đề bài cực kỳ ngắn, có nghĩa là rất là dễ nhìn rồi. Con nhìn lên đề bài xem thử còn có hai góc nào bằng nhau nữa không, bạn Ngọc Anh. Của Mận Triều Dương con biết không? Ta mở Không. Triều Dương MP ơi. và MPK và MPK Để cô khoanh nhầm rồi, đúng rồi, cô cảm ơn con. Đúng rồi, cô khoanh nhầm đấy. Rồi, cô sửa lại nhé. Bạn Triều Dương nói đúng rồi, cô khoanh nhầm. Đấy là góc KPM bằng góc KPN chứ không phải là hai góc đấy đâu. Rồi cô khoanh nhầm, cô xin phép khoanh lại nhé. Hai góc này bằng nhau này là do bạn Hải Phong nói lý do đây này. MPK bằng NPK vì PK là tia phân giác ở đây này, cô khoanh nhầm này, nhìn nhầm đỉnh đấy. Rồi có hai góc nào bằng nhau nữa Triều Dương biết không? Không phải PMK bằng PNK. Đúng rồi. Vì sao hai góc đấy bằng nhau con nhỉ? Vì nó có ký hiệu. À đúng rồi, có góc M bằng góc N đề bài cho đây này, không phải ký hiệu đâu, có góc M bằng góc N đây rồi này. Đúng không? Đấy, mà hai tổng trên là bằng nhau vì cùng bằng 180 độ đây các con. Vậy từ từ đây chúng ta suy ra từ một này, câu ký hiệu một này. Cái ký hiệu là hai này. Ký hiệu là ba này. Từ 1 2 3 suy ra hai góc nào bằng nhau, cô mời bạn Bảo Nhật. Nhật bật mic lên con. Dạ Từ cô. 1 2 3 suy ra hai góc nào bằng nhau? Còn cô là từ một đáp án có hai góc là MPK. MPK là đọc sai đỉnh rồi đấy, đọc sai rồi đấy. MPK là đỉnh P mất rồi. Thì ra hai góc nào bằng nhau Hải Phong con biết không? Đọc sai đỉnh. Em thưa cô là
hai góc mơ cặp B với nơ cặp Đúng B. rồi, đúng rồi, rất là tốt, rất cảm ơn con nhiều lắm. Cô đang gần như là bế tắc rồi mà may. MKP đây này, Bảo Nhật ơi, vòng màu đỏ đây này. Hai góc còn lại ở đây là bằng nhau này, Bảo Nhật con hiểu chưa? Dạ rồi con. MKP bằng với NKP là cái điều mà bài toán yêu cầu chúng ta chứng minh ở câu A đây luôn này. MKP bằng NKP. Vất vả đối với các con quá đi rồi. Như vậy nếu có hai góc này bằng nhau, các con hãy tiếp tục làm cho cô là chứng minh tam giác MPK bằng tam giác NPK giúp cô nhé. Nào, tiếp tục. Nếu như mà ai cũng học hình mà tốt như Nhật với Phong thì đúng là cô dạy bài hình rất là nhàn luôn ý. Đằng này mình học vất vả quá. Nào, nhắc lại cho cô xem bạn ấy nói hai tam giác ở câu B chúng ta cần phải chứng minh bằng nhau. Chúng bằng nhau theo trường hợp nào? Mời bạn Khánh Huyền. Con thưa cô, chúng mình nói theo trường hợp góc cạnh góc ạ. Rồi, con cũng học rất là tập trung, đúng rồi. Bây giờ cô sẽ là cho các con xét tam giác MPK và tam giác NPK. Đó. Có những yếu tố nào bằng nhau con nói giúp cô xem nha. Cô mời Ngọc Anh à. Em có Ta định hướng là chứng minh chúng bằng nhau cho trường góc cạnh góc con nhé. Vậy chúng ta phải vận dụng trường hợp góc cạnh góc để trình bày vào đây đấy. Có góc nào bằng góc nào con nhỉ? góc P Con đọc đỉnh đi. Con đọc cả cả góc luôn đi, đừng đọc mỗi đỉnh. Góc gì nhỉ? có góc MPK bằng Đúng góc rồi. NPK. Đúng rồi, bằng góc NPK. Lý do là tại sao nhỉ? Vì nó chung một Vì đỉnh không phải ạ. câu A ta vừa mới nói đấy. Vì gì nhỉ? Con quên đấy. Mời bạn Khánh Linh, con nhớ không vì sao hai góc này bằng nhau không? Con thưa cô là vì góc MKB bằng góc NKB. Không phải. Vì sao hai góc này bằng nhau? Cô mời bạn Khánh Linh con thử nói, à Khánh Huyền con thử nói xem nào. Vì gì con nhỉ? Tôi là vì Vì ở trên đề bài cho đấy. Con nhìn trên đề bài nói câu nào mà dẫn đến hai góc đấy bằng nhau. cô là Vất vả thế đấy. Rồi, mời Triều Dương thử nói xem nào. Quên hết sạch trơn luôn. Mời Bảo Nhật nào. em thấy cô là do PK là tiền phân giải của gặp mưa nó P. Ừ đấy, thì bài vừa nói và câu A chúng ta vừa mới làm xong. Vì PK là phân giác. Đấy. Rồi Ngọc Anh nói tiếp cho cô có yếu tố nào bằng nhau nữa nào. Nào, xét tiếp hai tam giác này cho cô Ngọc Anh nào. Có gì nữa con? Có MKP bằng với MK. cạnh MKP. Ừ đúng rồi, giỏi lắm. Lý do. Bởi vì hai chúng là Vì chúng ta đã chứng minh ở câu A đây rồi. Đúng không nào? chữ Chúng ta đã là phân số. Ừ, chúng ta không phải, chúng ta đã chứng minh ở câu A rồi, bây giờ chúng ta lấy được quyền lấy để làm vào câu B con nhá. Tất cả con nhớ nhá, những việc chúng ta đã làm rồi là chúng ta đã chứng minh từ trước đó rồi thì chúng ta được lấy vào để làm rồi. Có yếu tố nào nữa con nhỉ? Ngọc Anh nêu cho con một, cho cô một yếu tố nữa nào. Cố lên con. PMK Không. bằng Không. Làm sao trường hợp góc cạnh góc mà con lại nêu cả ba góc như không thế? Phải là gì con nhỉ? cam à Nếu mà một cạnh và hai góc kề
Nếu một cạnh và hai góc kề cạnh ấy của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề cơ. Đúng không nào? Vậy ta phải nói là Tam không phải. Thế được rồi, được rồi. Vất vả quá thì bạn khác. Mời Hải Phong nào. ôi Ừ. em nói khác, em nói là mơ bằng gốc nơ với có canh chúng là PK. Thế thì con lại sai. Bởi vì cạnh chung là PK nhưng mà góc M và góc N có phải là góc kề của cạnh PK đâu. Đúng không? Con nhầm. Ừ. Rồi, mời Bảo Nhật nào. Dạ Ừ. Bây giờ mình phải bổ sung gì vào? em có là có PK chung ạ. À, PK là cạnh chung. Rồi, Hải Phong con nhầm một tí xíu đó, con sửa giúp con. Lưu ý là một cạnh và hai góc kề con nhá. Như vậy là hai cái góc mà bạn Ngọc Anh nói ở trên này là có đỉnh P và đỉnh K. Đấy, đỉnh P và đỉnh K. Hai góc này là hai góc kề cạnh PK. Đấy, PK là cạnh chung. Rồi. Nên hai tam giác là bằng nhau. Suy ra. Tam giác bạn Thế Nhật Huy ơi, tam giác MPK bằng tam giác NPK theo trường hợp gì con? Dạ thưa cô, tam giác MPK bằng tam giác NPK bằng trường hợp Theo trường hợp nào đây? dạ thưa cô. Ủa? Bây giờ chứng minh xong rồi, không biết bằng theo trường hợp nào. Khánh Hà bằng theo trường hợp nào con? Bật mic lên, Khánh Hà. Khánh Hà học đang rất không tập trung, bạn ngồi cười thì cô gọi. Ngồi học online mà ngồi cười được ý. Mận Khánh Huyền nào? Con thưa cô là theo trường hợp góc cạnh góc ạ. Đấy, góc cạnh góc. Nếu theo dõi tập trung là trả lời được mà. Đấy, rõ ràng là hai yếu tố về góc, một yếu tố về cạnh góc, cạnh góc. Ngồi học không tập trung, ngồi cười, học online mà ngồi cười như thế là không ăn thua rồi. Bây giờ câu C, tam giác MNP có cân tại P không, ai trả lời được? Nhắc lại cho cô thế nào là tam giác cân. Mời bạn Triều Dương. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Ừ, vậy thì theo con tam giác MNP có hai cạnh nào bằng nhau không? Người ta hỏi luôn có cân tại P không, tức là phải chỉ ra được hai cạnh nào bằng nhau đây, Điều Dương nhỉ? Theo em là PM và PN. Ờ đúng rồi, phải P cạnh PM phải bằng cạnh PN. Vậy thì bạn nào chỉ ra được là PM thật sự là bằng PN? Chỉ có hai bạn biết thôi. Mời Khánh Huyền nào. Theo con PM làm sao bằng PN nhỉ? Thì nó là hai cạnh tương ứng Đúng rồi, của hai tam giác nào. của hai tam giác MKB và N. NKB À, mà hai tam giác này là hai tam giác như thế nào thì hai cạnh tương ứng mới bằng nhau được chứ? hai tam giác này là hai tam giác Phải hay là hai tam giác như thế nào thì mới suy ra các cạnh tương ứng bằng nhau chứ? Hai tam giác gì nhỉ? tam Em tam giác gì ở câu B đây? Không hiểu ý cô luôn. Bảo Nhật. dạ Nào, con nói lại câu C cho cô nào. Theo câu A, tam giác MPK như thế nào đây? MPK À, là câu B chứ. bằng Bằng tam giác gì? NPK. À, như vậy bạn Huyền lưu ý nhá, phải là có hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng mới bằng nhau, các góc tương ứng mới bằng nhau, chứ không phải là hai tam giác không bằng nhau thì cạnh tương ứng cũng bằng nhau, góc tương ứng cũng bằng nhau. Con hiểu ý cô chưa? Rồi. À rồi, tam giác MPK bằng tam giác NPK, nên nên cạnh nào bằng cạnh nào, nhắc lại giúp cô bạn Thế Nhật Huy. Dạ như Nên cô. suy ra hai cạnh nào bằng nhau. Dạ như cô cạnh MP Ừ, bằng cạnh nào?
bằng NP. À đúng rồi, hai cạnh tương ứng mà hai cạnh này bằng nhau thì suy ra gì con? Và hai cạnh này bằng nhau thì mình suy ra. Suy ra Dạ. gì con? Gần về đến nhà rồi, đừng có đi lạc đường nữa nào. Chúng ta đang làm cái gì ở câu C đấy? Dạ. Tôi cô là tam giác MNP có cân tại P không? À đúng rồi, vậy thì suy ra tam giác MNP như thế nào? Mình kết luận đi. Thưa cô, suy ra tam giác MNP cân tại P. À, cân tại P thế thôi. Rồi. Rồi. Nào, cô hỏi bạn xem có hiểu bài. Ngọc Anh hiểu bài không? Là em vẫn chưa hiểu lắm cô giảng lắm em đấy. Cô hiểu câu B á hả? Câu B hả? Theo cầu Hả? Con chưa hiểu câu cái B phần là chưa theo hiểu câu theo câu cái B. phần vâng À, đây cô đang trình bày câu C. Theo câu B, tam giác MPK bằng tam giác NPK chúng ta vừa chứng minh ở trên này này. Đang còn ở đây này. Mà hai tam giác bằng nhau thì suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau, tức là cạnh PM bằng cạnh PN, con hiểu chưa? Được chưa con? Bật mic lên trả lời cô đi. À rồi. Đấy, mà hai cạnh bằng nhau thì tam giác là tam giác cân thôi. Rồi, nào bây giờ chúng ta quay trở lại hình dung lại hai bài toán mà chúng ta vừa làm xong. Bài toán ở hoạt động 1 thì chúng ta chứng minh được là trong tam giác cân thì suy ra hai góc ở đáy là bằng nhau. Và bài toán 2 thì chúng ta chứng minh được là cho tam giác MNP ấy, có góc M bằng góc N. Tức là có hai góc bằng nhau thì chúng ta đã suy ra được tam giác MNP là tam giác cân tại P. Đấy, thì đây chính là hai cái tính chất mà chúng ta sẽ học ở trong chiều ngày hôm nay trong phần tiếp theo ở đây đấy. Đây là phần bài giải đây rồi. Cô đã giải rồi, cho nên là thôi cô và trò đã giải rồi đây. Tính chất trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau, ngược lại tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân. Này có trong sách giáo khoa, các con cũng nên chụp lại bởi vì là các con học nhiều sách khác nhau cho nên là cô không giới thiệu trang nào con chụp lại nhé. Bây giờ chúng ta chữa bài này nhá. Bạn Thế Nhật Huy ơi, tam giác DEF gọi là tam giác gì con biết không? Dạ cân. Cân tại đâu con nhỉ? Dạ cân tại D. Vì sao con biết cân tại D? Dạ đâu cô, vì DE bằng DF. Thì bài cho DE bằng DF ha. Con nhìn thấy DE bằng DF ở đâu? Con nhìn lại hình vẽ xem hai cạnh nào bằng nhau. Ừ. Con đọc ở Dạ. trên hình người ta cho đấy. Tam giác DEF có cạnh nào bằng cạnh nào? Dạ đúng rồi con. D D E. gì? DE. DE đâu có cho độ dài. Con nhìn vào độ dài người ta ký hiệu trên hình đấy, con có nhìn thấy hình đấy. Có cạnh nào bằng cạnh nào? Dạ có cạnh Ép bạn. Có cạnh nào bằng cạnh nào, con trả lời lại cô chưa nghe. Con chưa trả lời xong con đừng tắt mic. EF và EF và FD bằng nhau vì bằng bao nhiêu? 4 cm ạ. Bạn Ngọc Anh trả lời không phải Thế Nhật Huy trả lời, Thế Nhật Huy bật mic lên. Cô đang hỏi Thế Nhật Huy cơ. Nào, tam giác DEF có cạnh nào bằng cạnh nào? ES bằng DF. Vì sao hai cạnh này bằng nhau? Dạ vì cạnh của nó là đều là bằng 4 cm. Đúng rồi. Nên tam giác DEF cân tại đâu? Cân tại F. À, lần sau con tập trung hơn một chút xíu nhé. DEF cân tại F. Mà nếu tam giác DEF cân tại F thì suy ra hai góc nào bằng nhau theo tính chất?
Dạ cô. Dạ D bằng D. Cô đang hỏi góc, cô không hỏi cạnh. Con đang không phân biệt được góc ở đâu, cạnh ở đâu à? Phân tại S thì suy ra góc nào bằng góc nào? Dạ đưa cô. Góc DEF thì sẽ bằng SDE. DEF bằng góc FDE. Đúng Dạ. rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ta có thể là viết luôn là góc D bằng với góc E, cho nên bằng bao nhiêu độ? Dạ đưa cô là bằng Góc D bằng với góc E nên bằng bao nhiêu độ con nhỉ? Góc E bằng bao nhiêu độ đề bài cho đấy? 60 độ. À, 60 độ. Rồi bạn Khánh Hà tính góc F cho cô nào. Mà góc D cộng với góc E cộng với góc F bằng bao nhiêu Khánh Hà nhỉ? Con đưa cô là 180 độ. Vậy suy ra góc F bằng bao nhiêu? Góc F bằng 180 độ trừ một từ trừ 60 độ trừ Cô hỏi kết quả cuối cùng là góc F bằng bao nhiêu? sáu mươi độ. 60 độ, con trả lời to dứt khoát lên, con nói cho cả lớp nghe, con nói đừng nói cho mỗi con nghe thế. Như vậy là 60 độ cộng 60 độ cộng góc F. Bạn à, Khánh Linh ơi, con đồng ý với bạn Hà là góc F bằng 60 độ không? Là con đồng ý ạ. Rồi. Suy ra góc F bằng 60 độ. Rồi. Vậy bây giờ còn yếu tố nào ta chưa tính được nữa không? Xong bài chưa Nhật ơi, xong bài chưa? Em với cô là chưa. Chưa. Chúng Dạ. ta còn phải làm gì nữa? Chúng ta còn phải tính tam giác của DEF và Bạn Hải Phong nào, đọc kỹ về bài trả lời nhanh liền Hải Phong ơi, con biết phải làm gì nữa không? em được cô là tính canh dê. Rất tốt, đúng rồi. Người ta hỏi là tính số đo các góc và các cạnh chưa biết. Như vậy tính được ra cả ba góc rồi là xong rồi. Nhưng mà còn một cạnh chưa biết, đấy là cạnh ED. Vậy ai tính được cạnh ED nào? 10. Bảo Nhật thử nói xem nào. Bảo Nhật thử cứu vãn lại xem được tình hình không nào. Dạ. Ừ. Em cho cô là tam giác DEF bằng Bằng à? có Có. DEF bằng DFE. Đọc đọc mỗi tên đỉnh không cũng được con, bởi vì là bởi vì ở đây chỉ có ba góc rõ ràng thôi. Tam giác DEF có góc nào bằng góc nào? Có góc DEF DEF. bằng Hiểu ý con rồi. DFE. DFE, DFE rồi. Vì sao bằng nhau? Em cho cô là bằng DE. Vì sao hai góc này bằng nhau? Em cho cô là bởi vì đều 4 cm ạ. Sao lại cạnh góc lại bằng 4 cm hả trời? Góc lại sao lại bằng cm được nhờ? Không trả lời gì Nên đâu nên ý. nên cấn tay đế. Cô đang hỏi vì sao hai góc này bằng nhau. Không nhỉ? Vì sao hai góc đấy bằng nhau con nhỉ? Đang lẫn lộn giữa góc và cạnh. Vì hai góc này có số đo bằng bao nhiêu đây? Bảo Nhật. 4 cm quá Đi ạ. đâu rồi ấy? Trả lời xong rồi chạy đi đâu ấy? Ôi, góc sao lại bằng 6, bằng cm được nhỉ? Câu hỏi bằng bao nhiêu độ con lại trả lời bằng cm là thế nào? Mình 60 độ ạ. Bằng 60 độ. Như vậy tam giác mà có hai góc bằng nhau thì theo tính chất chúng ta vừa học, tam giác đấy là tam giác gì? Ngọc Anh giơ tay rồi đấy. Suy ra tam giác DEF cân tại đâu? Cân tại D ạ. Đúng rồi. Cân tại D đấy. Hai góc này bằng nhau này, chúng ta tính một góc thì người ta cho 60 độ, góc chúng ta tính ra là bằng 60 độ.
Cân tại D, nếu mà cân tại D thì suy ra gì con? Bảo Nhật trả lời luôn. Không bật mic mà ngồi cứ À, nói em một đưa cô là mình. DE bằng DF. Ở cạnh DE bằng cạnh DF nên bằng bao nhiêu? Nên bằng 4 cm ạ. À, bằng 4 cm. Hải Phong ơi, con đồng ý với bạn không? Bật mic Em lên. À rồi, rồi. Rồi thì rồi, như thế này nhá. Bạn như vậy chiều nay chúng ta học về tam giác cân và các tính chất của tam giác cân. Chưa học xong sang được phần đường trung trực bởi vì là chúng ta học chậm quá đi. Thì buổi sau chúng ta sẽ học phần trung trực. Nhưng mà cô nhắc lại, một bạn nhắc lại cho cô thế nào là tam giác cân đó con nhỉ? Mời Bảo Nhật nào. em đưa cô tam giác cân là hai tam giác bằng nhau. Tam giác cân là hai tam giác bằng À, nhau, sai chê. bằng hai góc bằng nhau. Không đúng. Định nghĩa tam giác cân, mời Hải Phong nào. Em đưa cô định nghĩa của tam giác cân là ba góc ba cạnh bằng nhau. Ừ, lại nói sai nữa rồi. Tam giác cân đơn giản là tam giác Góc có hai cạnh bằng bằng nhau. nhau thôi. Quên mất định nghĩa rồi. Còn tính chất, đấy là trong tam giác cân thì hai góc kề một đáy bằng nhau. Và ngược lại, nếu một tam giác có hai góc kề một đáy bằng nhau thì tam giác đó cũng là tam giác cân nhá. Đấy. À, như vậy là về nhà con nhớ học định nghĩa này, học tính chất này và cố gắng luyện cho cô cách chứng minh hai tam giác bằng nhau nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Cô chào cả lớp mình.